Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về về phần thu hoạch rau má ha. Thì ở đây bây giờ là trời cũng nắng á, cho nên mình cắt một ít rau má vô để mình xay sinh tố uống. Rồi, mời cả nhà cùng đi thu hoạch với mình ha. Rau má này thì khi mà mình trồng á, mình sử dụng một cái chậu và mình cho đất với lại phân gà rồi đất tới đâu nước tới đó thì mình trồng giống như dạng mình trồng cần nước á cả nhà, thì lúc nào cũng có nước ẩm ướt thì cây phát triển rất là tốt. Loại rau má này người ta còn gọi là cây rau đồng tiền đó các bạn. Nó khác với rau má Việt Nam nhưng mà mình uống cũng rất là mát, xay sinh tố uống. Đó, mình đã cắt được một lỗ rau như vậy rồi ha. Rồi bây giờ đây là rổ rau mình sẽ đem vô mình xay sinh tố uống cho mát với trời nắng như vậy thì uống rất là mát ha. Rồi đó là phần chia sẻ về thu hoạch rau má của mình. Mình xin chào tạm biệt các bạn ở đây. Và xin hẹn lại gặp lại trong video tiếp theo. Chúc mọi người được vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và đạt được những điều mong muốn. Mình bye bye cả nhà nha. Bye bye.